Rồi có cái trái khổ qua này nó to ghê chưa mọi người, nó chín có cái xíu mà chín bị cái gì không biết nữa. Trái này nè, trời ơi nó to kinh khủng luôn. Nó là khổ qua mỡ lai với lại là khổ qua nhật cái nha. Trời ơi trái khổ qua mà nó to dã man con ngang chưa. Trái này là nó chín rồi nè, đó không, bây giờ là cắt trái này về làm giống. Đẹp ghê ha mọi người. Để vô đây. Đây nè nè. Trái nè mọi người. Đó. Trái nó nhiều lắm. Nó núp ở trong này đây nè. Đây mọi người ơi. Trời ơi. Con heo đù này. Nó bự. Trời ơi. Trời ơi, tôi không nghĩ là nó bự đến mức độ như vậy. Một gang tay, hai gang tay. Má ơi, nó quá sức to đi mọi người ơi. Trời ơi là trời. Lâu lâu mới ra ruộng là thôi á. Trái nào trái nấy nó. Đó mọi người. Đó. Quá sức to luôn. Đây ha. Đây. Đi, tôi đi coi bên đây nữa. Trời ơi. Trời ơi là trời. To vật vã luôn trời. Đây à. Đó lượt cho mọi người coi. Trời nó núp lùm. Nó núp lùm trong đây nè. Đây nữa nè. À. Trời ơi. Khổ quá. Người ăn không hết, người lần không ra mọi người. Khủng khiếp. Nó vẫn còn trái nhiều lắm nha mọi người. Đây, chắc cũng thu được 2-3 lần nữa. Trái này sao tự nhiên nó chín. Hái luôn đi. Rồi, trên trên đây nè. Đó. Núp núp trong đây nè. Trái bé nè. Trái bự nè. Đây nữa nè. Đó. Bên đây nữa. Cho mọi người coi nè. Đậu bắp nè. Thấy không? Bắp đó. Trời ơi. Quả này bự quá rồi. Bên này nè. Rồi. Cây ớt của nhà em nè mọi người. Không, chín quá trời chín luôn. Trời quá đất rau muống tốt luôn mọi người. Đây nữa. Quá trời quá đất luôn á. Trái này chín rồi mọi người. Chín ngon luôn. Để Molly hái trái này. Kế bên nó có cái dưa xanh nữa nè. Đó mọi người thấy. Giờ Molly sẽ hái cái trái này. Wow.